Rồi, tiếp tục ta sẽ lên hàng thứ 13, 2x1a nhá. Đây mọi người để ý là đây là mặt trái này, đây là mặt phải nhá. Mặt phải chúng ta vẫn đang móc nhá. Đây, mặt trái nó sẽ có như này. Đây mặt phải này. Đây, ta sẽ móc tiếp tục hàng 13 2x1a. A mũi giảm lần này em sẽ móc như mũi của hàng 11 nhé. 1 2x này. 1a như hàng 1 nhé. Đây, mũi giảm như hàng 1 này. Lấy len qua chân thứ nhất, lấy len qua chân thứ hai. Kéo hết len qua 3 sợi len. 1a tiếp tục 2x1a nhé. 1x 2x 1a này, lấy đâm kim này, lấy len qua chân thứ nhất này, giữ nguyên này, tiếp tục đâm kim, lấy len qua chân thứ hai, giữ nguyên nhé. Rồi ta sẽ kéo len qua hết 3 sợi vừa rồi, tiếp tục 2x. 1 2, đâm kim, lấy len qua chân thứ nhất, giữ nguyên, tiếp tục đâm kim, lấy len qua chân thứ hai, trên kim đang có 3 sợi, lấy len này, kéo qua cả 3 sợi này, tiếp tục 2x. 1 này, 2x này, 2x này, lấy len qua chân thứ nhất, giữ nguyên này, tiếp tục đáy kim, lấy len qua chân thứ hai, kéo len qua 3 sợi, 1a, tiếp tục 2x. 1x, 2x, đâm kim qua chân thứ nhất, kéo len qua, đâm kim qua chân thứ hai, tiếp tục kéo len qua, kéo hết 3 sợi len, 2x tiếp. 1, 2, rồi, 1a nhé. 1a. Kết thúc hàng. Và mũi trượt. Đây, ta sẽ kết thúc hàng thứ 13. Mọi người đến xem đúng chưa nhé. 13 này, 18 mũi. 18 mũi đơn. Mình sẽ đếm này. 1 này. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, tiếp tục. Móc hàng thứ 14, 1x1a. Lên bính này. 1x vào chân bính đầu tiên này. 1x này. 1a này. 1a nhé. À, em sẽ móc như hàng thứ 12 vừa nãy này. Sẽ là mũi giảm tàng hình nhé. 1A này. Lấy nửa mũi chân thứ nhất, lấy sang nửa mũi chân thứ hai, kéo len qua này. 1A tiếp tục. 1X. 1X, nửa mũi chân thứ nhất. Nửa mũi chân thứ hai. Kéo len qua. 1A tiếp tục nửa mũi chân, à 1x này, tiếp tục 1a nhé, nửa mũi chân thứ nhất sang nửa mũi chân thứ hai, lấy len qua, 1a tiếp tục 1x. 1x này, 1a nhé, lấy nửa mũi này, tiếp tục nửa mũi tiếp theo, kéo len qua, kéo len qua, 1a tiếp tục 1x. 1x. 1x này. 1a nhé. Nửa mũi, nửa mũi. 1a. 1a. Tiếp tục. 1x. Nửa mũi. Chân thứ nhất sang nửa mũi chân thứ hai, 1a. Kéo lên qua.
kết thúc hàng. Mũi trượt. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy này. Đây, ta sẽ có 1x1a là 12 mũi, mọi người đếm đủ 12 mũi cho em nhé. 2